Hello tất cả các anh em, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình giới thiệu các bạn một con loa chuyên để nghe nhạc. Đây, nghe này. Rất hay nhưng hát thì rất dở. Bây giờ mình hát thử cho các bạn nghe. Con này hát không có eco lên anh em nào mua nghe nhạc thì đừng, chứ mua nghe hát thì đừng có mua nhá. Đấy, nghe nhạc thì cực kỳ hay. Đây, nghe thử bài của Phương này. Đây là con A36. A6 Pro. Đấy, nhưng mà chỉ nghe nhạc thôi. Hay chung một. Nghe nhạc thôi chứ còn hát karaoke cực kỳ dở luôn, nó không có eco anh em ạ. Con này thành ca sĩ hát thì hát được, hát chơi thì được. Nghe hạt mưa rơi xuống trong lòng nhói đau. Ngày em ra đi, mưa bước ra trên đường khuya. Vì em nào đâu hay biết em lừa dối anh. Ngày em ra đi, chẳng nói một lời. Và ngày đó anh nhớ chính con đường kia. Buồn mưa rơi em đã bước đi trong ta tờ. Để giọt mưa như thủy tinh và giọt nước mắt rơi trong môi em ngày đó. Làm sao để giữ anh nỗi đau niềm tu này. Dù anh biết quá khứ gì nó sẽ là quá khứ đau thôi không ạ. Cái loa này chỉ nghe nhạc thôi, nếu hát karaoke thì bình thường thôi. Nên không có lỡ mua về thì đừng có mắng người ta, vì loa này nó chỉ chuyên để nghe nhạc thôi. Thì ông nhà sản xuất ông cố tình ông thêm cái mic để pha trò cho anh em cho nó vui anh em nhé. Thực tế nó không có echo, hát rất là mệt. Nhưng mà ông nào mà làm ca sĩ chuyên nghiệp thì hát con này cực kỳ thích, vì để phô giọng mà khoe giọng mà thì được. Ok anh em ạ, chào anh em nhé, xin chào.